Chào các bạn có khỏe không? Hôm nay là một ngày đầu tuần, tôi chúc quý vị và các bạn một cái một tuần tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì video của tôi có tên là khi có một đồng thừa kế ở nước ngoài. Video của tôi thuần kể chuyện cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện của khách hàng tôi. Trước khi cái câu chuyện thì tôi cũng nói thêm về cái ý kiến về trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Sáng nay có một vị khách hàng của điện đến trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Và sau khi kể một cái câu chuyện thì tôi có hỏi lại về anh là ai, anh tên gì, anh ở đâu. Thì vị khách hàng đó không trả lời và chỉ nói rằng là cô Thu ơi, đây là một cái vấn đề hơi tế nhị. Quý vị về mặt đạo đức nghề nghiệp của luật sư thì không cho phép chúng tôi kể cái câu chuyện thực tế của quý vị. Có lẽ là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, các bạn sẽ thấy cái câu chuyện của mình thông qua những cái lời tư vấn của luật sư. Các bạn sẽ thấy rằng là luật sư này hơi lẩm cẩm vì nhà tôi có 4 người, nhưng luật sư nói là trong cái câu chuyện là luật sư nói là 5 người. Trong câu chuyện của nhà tôi là tổng cộng diện tích của tôi là có 1.000 mét, nhưng mà luật sư lẩm cẩm, luật sư lại nói là 800 mét. Dạ thưa không, đó là một cái sự mã hóa thông tin. Cái nội dung đưa đến cho toàn thể anh chị em trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi không đưa những cái nội dung chính xác. Nhưng nếu trong trường hợp quý vị và các bạn tin lý thì sẽ thấy cái câu chuyện này là câu chuyện của gia đình mình. Cái câu chuyện này là câu chuyện mà luật sư muốn nói về gia đình mình. Tuy nhiên rằng là cái người mà đối lập quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình mình á, cái người phía bên kia á, họ cũng nghe video. Và nếu như trong trường hợp tôi nói rất là rõ rằng là ở nhà của anh A ở có diện tích 1.000 mét, tổng cộng là 5 anh chị em, thì rõ ràng sẽ biết hài danh hài tánh nó là như thế nào. Và đó cũng là một trong những cái bí mật nghề nghiệp đạo đức luật sư. Nếu quý vị và các bạn nào đó lo sợ rằng cái thông tin mình bị lộ bí mật thì chúng ta có quyền mã hóa những cái thông tin theo cái hướng luật sư ơi, diện tích tổng cộng diện tích của tôi là 1.000 mét đó, nhưng thực sự là không cần gì đâu, tôi chỉ cần là biết được cái thông tin để đưa cho quý vị lời tư vấn. Và chắc chắn quý vị biết một điều rằng tôi sẽ không có những cái yêu cầu. Tại sao quý vị và các bạn đưa đến chương trình Dân ta phải biết luật ta mà quý vị lại sợ cái thông tin này? Quý vị cần lời tư vấn rất thật và rất chuyên nghiệp của luật sư. Nhưng quý vị lại sợ một lời nói không thật. Đó là một cái điều đáng buồn. Thôi thì để chúng ta trong chương trình Dân ta phải biết luật ta hiểu thêm về nhau. Và tôi chỉ nói đúng một điều thôi. Nếu quý vị và các bạn đưa cái câu chuyện của quý vị và các bạn đến văn phòng luật sư trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tôi xin hứa và tôi xin cam kết với quý vị và các bạn, tôi sẽ không chủ động điện cho tới quyền lợi đối lập của quý vị và các bạn để tôi được lợi. Đó là một cái cam kết có trong quá trình hành nghề. Và tôi cũng chưa bao giờ nhận được một đồng nào từ phía cái quyền và nghĩa vụ đối lập khách hàng của mình. Đó là cái cam kết của tôi. Mỗi một người sống trong cuộc sống phải có những cái kim chỉ nam để đi các bạn ạ. Thôi thì cũng muốn bày tỏ với quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn gọi cho tôi, nếu trong trường hợp quý vị muốn mã hóa cái thông tin của quý vị thì quý vị phải nói trước rằng là cô Thu ơi, tôi chấp nhận tư vấn trả phí cho cô Thu, tôi chấp nhận. Nhưng cô Thu đừng đưa câu chuyện này, tôi chấp nhận trả cái phí tư vấn cho luật sư. Chúng ta sẽ thỏa thuận như vậy, cảm thấy rằng là nó không có một cái gì đó nó lăng tăng, nó gợn sóng. Tại sao thông tin của quý vị đưa cho tôi
mà một cái câu hỏi để tôi lưu tên trên số điện thoại không được. Tôi sẽ không tư vấn, giống như là cái năng lượng nó bị tuột xuống các bạn ạ. Bỏ hết những cái trăn trở trong cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn khi có một đồng thừa kế là ở nước ngoài. Câu chuyện của tôi xoay quanh về một gia đình, họ có tổng cộng là 4 anh chị em. Trong 4 anh chị em này thì có một anh chị em định cư ở nước ngoài. Thì trong quá trình mà đất của ba mẹ họ còn lại và họ còn sống, thì cho đến thời điểm này di sản của ba mẹ để lại vẫn còn đứng tên ba mẹ và có một đồng thừa kế ở nước ngoài. Thì họ hỏi với tôi trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn 2 ý kiến. Thứ nhất, nếu quý vị và các bạn là những người đang ở nước ngoài, nếu quý vị và các bạn đang là những người đồng sử dụng ở Việt Nam, đồng sở hữu ở Việt Nam, thưa quý vị và các bạn, tôi ưu tiên cái vấn đề thứ nhất. Nếu quý vị và các bạn là người đồng thừa kế đang ở nước ngoài, trong trường hợp chúng ta là những người đồng thừa kế đang ở nước ngoài, thì chúng ta sẽ biểu tỏ cái ý chí của chúng ta bằng văn bản đến về Việt Nam. Tôi và các anh chị sẽ cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cái giấy khai sinh cho rằng tôi chính thực đây là người được thừa kế theo quy định pháp luật thừa kế Việt Nam. Và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn sẽ biểu tỏ cái ý chí rằng đối với cái di sản của ba mẹ tôi được nhận thừa kế này thì tôi có những từ chối, tôi có quyền nhận và cho lại một anh chị em, hoặc là tôi nhận cái di sản này. Đó là góc độ người ở nước ngoài. Còn trong trường hợp các anh chị là những người đồng thừa kế, nếu trong trường hợp có một yếu tố, có một người là người nước ngoài mà người ta không chịu phản hồi bằng văn bản, thì chúng ta sẽ gọi điện thoại cho họ. Ừ, trong tổng cộng rằng là diện tích như vậy, nếu chia được một suất thừa kế thì tôi sẽ bán cho anh cho chị đó với cái phần tiền là như vậy, và tôi sẽ chuyển tiền cho anh chị. Anh chị có đồng ý hay không? Nếu trong trường hợp các anh chị đồng ý thì các anh chị phải đưa cho tôi những cái giấy khai sinh để chứng minh rằng là đầy đủ để khai nhận di sản thừa kế. Và trong trường hợp này, nếu người nước ngoài, người đồng thừa kế ở nước ngoài, thì họ sẽ gửi một số văn bản và một số giấy tờ về phía Việt Nam. Còn nếu như trong trường hợp họ không có đồng ý và không tỏ thái độ hợp tác, thì chúng ta sẽ khởi kiện lên tòa. Trong trường hợp này là khởi kiện tại Tòa án Nhân dân tỉnh nơi có đất, nơi di sản để lại. Thưa quý vị và các bạn, thông qua 2 câu chuyện này tôi nói với quý vị và các bạn để chúng ta được hiểu thêm những cái quy định của pháp luật trong trường hợp có những cái di sản để lại là di sản của ba mẹ để lại và người nước ngoài đang là một trong những đồng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thứ ba. Với một cái ước mong rằng kiến thức pháp luật của người dân càng ngày càng nâng lên, 90 triệu người dân càng có những cái kiến thức để mình tự bảo vệ bản thân mình, để mình tự hiểu biết, để mình có những cái kiến thức nâng lên. Hiện tại thì cái nỗi lo lắng của luật sư là rất là lo khi mà ra ngoài đường thì sợ bị cướp giật, và cướp giật từ cái điện thoại đến cọng dây chuyền tới chiếc xe, đi chốn đông người một mình thì rất là sợ, không biết chuyện gì sẽ ra xảy ra với mình. Tôi mang tính chất nhân văn gửi đến quý vị và các bạn. Tôi mang một thông điệp hòa bình gửi đến quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và thành công. Sẵn đây thì có một cái gói hướng dẫn
chia thừa kế, đó là những cái tâm huyết, những cái trăn trở mà luật sư phải dày công mới có được. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta hãy và cần thiết tới nó thì chúng ta hãy mua cái gói để ủng hộ. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta không có cần thiết thì chúng ta sẽ xem những cái video miễn phí trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn.